Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến đại án đăng kiểm, trong 254 bị can bị đề nghị truy tố, có bị can Trần Văn Thương, cựu phó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, nay là phòng cảnh sát giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ vì đã đưa hối lộ cho bị can Trần Kỳ Hình, Cựu cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021 đẩy kiểm tra, đánh giá cho trung tâm đăng kiểm 50 15D được hoạt động. Theo kết luận điều tra, năm 2018, các bị can danh thành tiền cùng Nguyễn Trọng Vĩnh và Đoàn Hải Linh góp vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Hà Trúc với mục đích thành lập kinh doanh dịch vụ đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 1 năm 2019, Tiền mang hồ sơ đến trụ sở Cục Đăng Kiểm, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, để gặp trực tiếp ông Trần Kỳ Hình, đưa phong bì 10 triệu đồng tại phòng làm việc để xin cấp mã số đăng kiểm. Sau khi nhận tiền, ông Hình ký cấp cho tiền mã số trung tâm là 50-15D và ông Tiền đã lắp đặt hoàn thiện trang thiết bị phục vụ. Đến tháng 5 năm 2019, Nguyễn Trọng Vĩnh và Trần Văn Thương ra Hà Nội gặp Trần Kỳ Hình tại phòng làm việc để xin cử đoàn kiểm tra đánh giá cho trung tâm 50-15D được hoạt động. Hai người này đã đưa hối lộ cho hình 2.000 đô la Mỹ và được hình đã đồng ý. Cũng theo kết luận điều tra, bị can thương là người đại diện công ty nhưng không trực tiếp điều hành mà giao toàn quyền quyết định tại trung tâm đăng kiểm 50-15D cho Vĩnh và Linh. Từ đó, Vĩnh bàn bạc với Linh và Vũ Hữu Bình bảo vệ trung tâm để thống nhất cho Bình đứng ra móc nối với các đối tượng bồi giới để nhận hối lộ của chủ các xe đăng kiểm định kỳ và nghiệm thu xe cải tạo để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ việc cung cấp móc nối cò để nhận hối lộ từ chủ xe bị can thương không biết. Hiện bị can đã giao nộp lại toàn bộ 180 triệu đồng. Ngoài ra, khi ông Trần Kỳ Hình làm cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam, năm giám đốc trung tâm đăng kiểm khối V tại Hà Nội đã đưa hối lộ từ 5 đến 15 triệu đồng một tháng cho vị lãnh đạo này, nhưng đến giai đoạn ông Đặng Việt Hà giữ chức thì số tiền phải đưa từ 10 đến 30 triệu đồng một tháng. Tại Hà Nội, cơ quan điều tra xác định có 5 giám đốc trung tâm kiểm định có hành vi đưa hối lộ cho ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà. Đó là các ông Lê Văn Ngân, 55 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2901V, Đào Mạnh Thắng, 54 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2902V, Cao Văn Tư, 51 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2904V, Phạm Quốc Bình, 62 tuổi, nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm 2905V và Lê Hồ Tuấn, 55 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2906V. Theo kết luận điều tra, trong thời gian làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 2901V, Hàng Quý Ngân đã đưa hối lộ cho ông Hình tổng số tiền là 1 tỷ 170 triệu đồng. Đến khi ông Đặng Việt Hà giữ chức cục trưởng thì hàng tháng Ngân đưa cho ông Hà 20 triệu đồng, tổng cộng Ngân đưa hối lộ cho ông Đặng Việt Hà 9 lần với số tiền 180 triệu đồng. Ông Đào Mạnh Thắng khai mỗi tháng đưa hối lộ cho ông Hình 10 triệu đồng và tổng cộng đã đưa 200 triệu đồng sau khi ông Đặng Việt Hà giữ chức cục trưởng, Thắng đưa hối lộ cho ông Hà 20 triệu đồng một tháng và đã đưa 180 triệu đồng. Trong khi đó, ông Cao Văn Tư khai, trong thời gian làm giám đốc, ông đưa hối lộ cho ông Hình 5 triệu đồng một tháng và đã đưa tổng cộng 45 triệu đồng. Giai đoạn ông Hà là cục trưởng, ông Tư đưa cho ông Hà 10 triệu đồng một tháng và đã đưa 90 triệu đồng. Ông Phạm Quốc Bình khai, trong thời gian làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 2905V, ông đã đưa hối lộ cho ông Hình 7 triệu đồng một tháng và đã đưa tổng cộng 329 triệu đồng. Khi ông Đặng Việt Hà giữ chức cục trưởng, ông Bình đưa cho ông Hà 10 triệu đồng một tháng và tổng cộng số tiền đã đưa là 60 triệu đồng. Tương tự, ông Lê Hồ Tuấn khai đưa hối lộ cho ông Hình 10 triệu đồng một tháng và đã đưa 550 triệu đồng. Khi ông Đặng Việt Hà giữ chức cục trưởng từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022, Tuấn đưa cho ông Hà tổng cộng 270 triệu đồng, tương đương 30 triệu đồng một tháng. Sáng ngày 27 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin thêm về đại án đăng kiểm với nhiều chi tiết đáng chú ý. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Theo đó, 254 bị can bị đề nghị truy tố theo 11 tội danh, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác sản xuất mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham mô tài sản. Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, bị can Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021 và bị can Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, là người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục Đăng kiểm theo sự phân công của Bộ Giao thông Vận tải, được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, khi phát hiện có sai phạm tiêu cực, ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà không chấn chỉnh, xử lý mà vụ lợi cá nhân, nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, các đơn vị đăng kiểm bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động, trung tâm đăng kiểm, các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện, nhận tiền hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế. Bị can Trần Kỳ Hình bị đề nghị truy tố hai tội gồm nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng số tiền là 6,5 tỷ đồng và 23.000 đô la Mỹ. Đối với bị can Đặng Việt Hà, cơ quan điều tra làm rõ khi phát hiện sai phạm tiêu cực tại Cục Đăng Kiểm đã không ngăn chặn còn tiếp tục đưa ra các chủ trương chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền tiêu cực, hối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới, các trung tâm đăng kiểm nhận được. Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà bị can Đặng Việt Hà nhận hối lộ hưởng lợi là gần 8,8 tỷ đồng và 13.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 là hơn 31 tỷ đồng. Số tiền nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm khối V tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022 là hơn 7,6 tỷ đồng, số tiền nhận hối lộ của 5 trung tâm đăng kiểm khối V tại thành phố Hà Nội là 780 triệu đồng và số tiền nhận hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng. Tổng số tiền nhận hối lộ mà bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là 40 tỷ đồng, bị can Đặng Việt Hà bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, trong vụ án có vai trò của bị can Nguyễn Vũ Hải, Cục phó Đăng kiểm Việt Nam phụ trách hoạt động của phong tàu sông, bị can này bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mới đây tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã khởi tố 19 bị can trong vụ án khai thác các trái phép ở An Giang. Trong quá trình điều tra, hành vi khai thác cát trái phép đã làm rõ hành vi lợi dụng việc cấp phép để khai thác vượt quy định 3,2 triệu mét khối, không đưa vào mua bán theo giấy phép mà tuồn ra bán ngoài thị trường, thu lợi bất chính 253 tỷ đồng. Đặc biệt, trong vụ án có sự móc ngoặt của các đối tượng với các cán bộ nhà nước có sự dung túng bảo kê. Chúng tôi đã xử lý đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin và cho biết sau khi xử lý các vụ án lớn thì thời gian qua tình trạng khai thác cát trái phép mang tính quy mô khối lượng lớn có giảm, hiện chỉ còn những vụ việc quy mô nhỏ lẻ. Trước đó liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép ở An Giang cuối tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp, chỉ đạo giúp công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng 68 được cấp phép thăm dò khai thác điều chỉnh trữ lượng công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hành vi này thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại tài sản nhà nước. Liên quan vụ án này trước đó, cấp phó của ông Bình là ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch tỉnh An Giang bị C03 khởi tố, bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh nhận hối lộ, ông Nguyễn Việt Trí, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cũng bị khởi tố hồi giữa tháng 8. Trung tướng Trần Minh Lệ cho biết thêm, cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường nhấn mạnh rằng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương. Các đối tượng lợi dụng tình hình khan hiếm vật liệu xây dựng để tiếp tục khai thác trái phép. Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã thường xuyên báo cáo và chỉ đạo đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản. Trong quý 1 năm 2024, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tấn công trấn áp đối với loại tội phạm này, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Cục cũng đã phối hợp với các đơn vị khác để áp dụng công nghệ viễn thám để nắm bắt tình hình và phòng ngừa vi phạm. Kết quả, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện 2083 vụ vi phạm, khởi tố 118 vụ và bắt giữ 159 đối tượng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Trung tướng Trần Minh Lệ cũng nhấn mạnh cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, cấp quản lý địa phương để kiểm soát cấp phép và hoạt động khai thác